đây là dinh độc lập. Ông Vũ Hệ thì ông mong danh cho mình đi du lịch Sài Gòn, Nha Trang. Đây là dinh độc lập. Phải tỉnh táo. Tầng 2 nhá. Bây giờ bà là bên kiên này quan tâm này, là đây là chứng minh đi tập lập tập Sài Gòn. Đây để cho ông Long, ông Vũ Thiết Minh chứ. Ông Thiên Vi, ông còn biết ở chỗ phòng này là phòng gì? Hải hiện đang xem. Chú Hải à? Đây là ở dinh độc lập ở trên tầng 2 đang xem. Đây là phòng ngủ của ông bà nội đấy. Đấy, đấy xây cái phòng ngủ như này nhá. Về quay đi, đây phòng ngủ xây này. Đấy, bố mày bảo tao là đấy quay xong thì mình về bố trí để xây một cái phòng ngủ nó phải đạt tiêu chuẩn rộng như này. Cả chỗ ngồi uống nước, cả bàn xem tivi, cả lọ hoa và cả nhà vệ sinh. Đấy. Nó khoảng độ tầm thành chiêu đặng hương không ngủ đấy, nhìn thấy chưa đặng thành với cả hương. Còn thành với hương chú Hải đây phòng ăn nhà người ta đây. Phòng ăn nhà họ đây khoáng. Ông như hướng dẫn viên du lịch. Con năm bảo ông Vũ như hướng dẫn viên du lịch. Đấy, bảo bố mày nay mai sắm cái bàn ăn như này, đây quay cho nó nhìn cái bàn ăn.
Nhìn thấy bạn ăn chưa? Bạn ăn này Nhóng Sơn có rồi. Bạn ăn 2 tầng chưa? 2 tầng Nhóng Sơn có rồi. Đấy. Như này rồi. Thành nó là ông Vũ là hướng dẫn viên du lịch rồi. Tàn đặng Hương với cả Thành với cả. Đấy, phòng này mới tương lai của Thành. Đúng rồi. Phòng ngủ mẹ dặn bằng cái nhà ống người ta chứ. Hơn nhà ống người ta. Đúng nhá. Mát. Đối với phong cảnh này thì để phòng khách để đón ông bà vũ huệ thỉnh thoảng đến uống nước. Đúng rồi, phòng khách thì thỉnh thoảng karaoke. Khách. Kia chưa đến phòng karaoke. Phòng này phòng uống nước của ông Vũ với tôi. Nước chè. Đã bảo phòng này anh em mình uống nước chè phòng này. À. Và phòng karaoke anh em mình cũng khác. À. Em chưa lại uống nước à? Lên mở ra một cái phòng trưng bày như này. Mạnh gì? Dạ. Mạnh. Lên mở một cái phòng trưng bày. Chú Hiển à? Đây là thằng Mạnh. Mạnh Dũng. Mạnh. Ở nhà. Ừ, chắc đang ở nhà. Chắc chỉ có người nhà mới biết được ông Nông. Họ quay trần, quay từ từ. Cái này nó cách đây được một thập kỷ. Một thế kỷ. Đó. Cách đây năm đô hộ của ông Diệm là năm bao nhiêu? Năm 54 năm, à? Đâu, năm 4 mấy rồi? Nếu nếu để xây dựng cái này là rơi tầm 558. Đây lên mà. Đây là 958. Đây là phòng khách này. Ừ, phòng này phòng khách thì có khi đẹp hơn. Thôi đổi nhé, đổi phòng ra phòng này nhé. Đấy, phòng này phòng khách này. Ông ạ. Đổi phòng kia ra phòng này. Phòng này phòng họp mẹ. Hôm nay tôi uống nước đổi phần nãy. Không phải chỗ ngay thì cơ. Hải Hiền đẹp quá. Chú Hải Hiền, chú bảo đẹp quá. Đẹp không chú? Đi chuyến đi. Đây là đi Sài Gòn, đây đi vào là Dinh Độc Lập. Dinh Độc Lập. Tổng, ở trong... tổng thống Diệm. Ngô Đình Diệm. Anh em của Nhu ngày xưa đóng ở đây. Anh em đang đi đâu đấy? Đi Sài Gòn bảo hôm qua rồi. Ông ở đi cỗ nhà ông Chiến Vinh không đi được, bảo hôm nay bay Sài Gòn. Đấy, nó làm kiến trúc từ năm cách đây khoảng mấy chục năm. Rộng quá. Cân hương là rộng quá. Đấy. Rộng không? Nó làm các cái tấm cửa ở đây này để thông gió này, đẹp không? Quay thấp thì nó không chọi, quay tầm này nó chọi, tầm thì ngang. Mình phải bên nhà nhiếp ảnh gia đi một chút, văn nghệ sĩ một chút. Cứ chọc cầm lên dài làm sao mà nó chọi. Bàn họp hội thảo. Bạn này chỉ để em ghi sổ sách thôi. Anh cầm thôi, anh Nông ạ. Cầm em cái đó. Bạn này chỉ để ghi cầm sổ đó. Sách thôi. Sao anh chỉ coi. Lên đi chúng ta. Thôi không lên nữa, đi đây để ngó khu vực này cái thôi xuống. Có một cái nhà tòa 60 mấy tầng để uống cà phê, để nhìn máy bay Sài Gòn. Nhiều điện thoại ngày xưa, nhiều điện thoại ấy, điện thoại bàn. Phòng này phòng trưng bày của các nước đường như Thái Lan. Quay em.
Bà này bà người Mỹ gốc Hoa mà kỳ năm nay về thăm về du lịch Việt Nam. Bà này là người Mexico gốc người Ấn. Xin chào. Đẹp đẹp mỹ điều luôn. Khách toàn khách Tây nhiều. Toàn khách Tây nhiều. Kiến trúc từ thời Pháp sang thời Mỹ. Đấy, nó kẻ. Chẳng thế ra để làm du lịch. Đang ngóng. Bọn bàn làm việc của các ngài. Điện thoại ngày xưa vẫn điện thoại cổ đấy. Cái này quay mới đi nhanh, đưa nhanh là nó không được. Bình luận nhiều. Nó làm qua cái cửa chắn gió là đẹp, thoáng. Mát á. Thoáng á. Mình có tiền mình làm này cho bà Huệ bắt xiếc. Bà cũng vào thời năm trở chuẩn bị làm nhà ấy thì bà làm còn có cái kinh nghiệm để bắt chước đây được. Nhưng bà làm trước rồi giờ khó làm lắm, khó phá hiểu. Chẳng có tiền để mà làm cần làm nói chuyện đấy. Ôi, tìm ông Vũ trẻ nào không? Không phải nhà con gái ở nhà biết là rộng thế mới đẹp quá. Đang đặt quay ở trên này. Nghe hay này. Nghe là thích mình mới biết được. Mình thì nó nói cái gì nghe thấy chó gì rồi nó nói cái gì đó nghe gì đó tí này bọn này là bọn nước khác phiên dịch nước khác không phải nước Việt mình có nghe gì đâu. Các bạn để nghe này nói về cái mới phòng kia nó nói gì có nghe gì đâu. Nhưng mà nó nói nghe gì đâu không? Nó nói giọng miền Nam, mình nghe, tôi nghe quen biết em. Em nó nói gì em chẳng nghe biết gì cả. Bà cứ quay nó nói nghe đi. À có lúc nó nói là chị xin phép em chưa mà chị quay. Có câu gì nghe thấy. Nhưng mà... Cứ quay vào cho nói là kiến trúc này nó bảo vệ rồi. Nếu mà lên làm nhà như ông năm ngoái ấy.
Thời tiết đẹp. Như bão. Có điều kiện được làm việc có chiếc này. Mát, mát nhỉ. Cao giá, mát. Không làm cái lợi chạy. Rồi anh em cứ nói bất gì. Nói bất gì. Được rồi. Đây đang đang quay. Có video. Ông sắt này. Tránh Dinh Độc Lập. Sắt kim các loại là đóng hết. Thì cái này này sắt này ghép này. Nó không cứng thì không cứng bao giờ, nó đọc rồi người hai người ba người du rồi đoạn là
Anh ấy lấy mặc bộ vua chúa thì mà chụp 50.000 một bộ đồ. Từ từ đấy anh ơi. Đâu rồi ông Vũ Trạch Thiết Minh? Yeah. Đây là đâu? Đây là phòng làm việc. Đây là phòng làm việc của vua Bảo Đại ở Đà Lạt. Ông này ít tuổi. Trông giống thế nhỉ? Đẹp trai ấy nhỉ? Đầu tiên mình chỉ tưởng người thật cơ. Trẻ đẹp trai như ông ấy cười mình cảm tưởng thế nhá. Người ta làm tay tiếp ứng Phật. Ủa sao hai bà giống mà hai bà giống gì khác mà
Nga ăn vào máy à? Tên của Hương ơi, thấy đẹp không? Toàn vua đấy, vua và hoàng hậu ấy. Ở Đà Lạt đấy. Mẹ quay ở nhà, ở đây khỏi phải đi. Đầu tiên mẹ còn tưởng thật ý. Con gái đang bảo là trông như thật, đầu tiên mẹ với cả cô Huệ tưởng thật ý. Ở nhà con hay là xuống mẹ đấy. Này, con gái anh nó đẹp quá, nhìn như thật, ở mẹ còn nhìn như thật. Hôm nay ở nhà có hội trại à? Phòng này mình vào chưa nhỉ? Chưa, phòng này nghỉ của cất quá. Hello? Chả thấy ai xem cả, mỗi mình Hương xem. Thành Hương nó có nhà không? Em ăn gì ở trong đầu tuần? Em xin nghỉ hết. Ở nhà nắng to thế cơ à? Ở đây đang mặc áo rét. Đấy, cứ lên đó mà nằm đi. Giữ vai, giữ vai. Nhà ngoài kia. Nhà ngoài. Đẹp lắm, thích lắm, vào trong nhà vua. Vào đâu, ai cho vào đâu. Thời tiết trong này quá đẹp luôn ấy. Yeah, yeah.
đây là xuống rồi. Dạ. Bảo này giữ lại. Vườn hoa thành phố Đà Lạt. Vào mua vé. Nhớ dễ. Rồi, có quyển sổ đấy. Có quyển sổ ấy, bà ghi luôn vào. Vườn hoa thành phố Đà Lạt đẹp thật. Đây mà đi. Còn mà để trước. Mau đi bồ đây cho mà ra đi. Đi bồ bông bên đây cho mày ra đây mà. 4 người nhá. Bồ bông bên đây. 4 người đây nhá. Đây đây. Qua đây có xe điện không quay này cả nhà đi vậy. Vườn hoa thành phố Đà Lạt đẹp chưa? Anh chị mình đi chơi chụp cái tấm ảnh không? Chụp thôi. Anh ơi, làm đi một cái kiểu vườn hoa Đà Lạt đi anh ơi. Để trong cái gian đấy ảnh luôn này về luôn này. Lấy ảnh luôn, đứng đây này, lấy luôn cái cổng này luôn. Là cái chữ vườn hoa thành phố lại. À, làm đi một kiểu thôi. Làm đi một kiểu là... Hồ nước kia. Đấy là hồ nước. Vườn hoa thành phố Đà Lạt nhá. Đà Lạt rồi. Theo ông đứng chỗ này hay là đứng ở chỗ cột nước trên kia? Đây này, đây này, đây còn luôn. Đúng rồi, đứng này em. Nhưng mà đứng này chói quá. Chói là được, không này. Mù là mình không có tiền. Không phải việc gì ạ. Dạ. Là vườn hoa, vườn hoa thành phố Đà Lạt. Vườn hoa Đà Lạt đẹp quá nhỉ, trời như không đi Đà Lạt mà không biết Đà Lạt, đi vào mới biết rồi, toàn hoa là hoa đẹp quá trời. Đây mình làm cái khổ hình như thế nào? Ủa, ở đây là có 20, 30 ngày 1 tấn. Không, tôi phải bắt mắt à? Hôm nay mặc toàn quần áo xấu rồi đi chụp ảnh nhiều quá. Tôi lên ảnh đẹp hết. Đó, đứng đó lên. Đẹp quá. Cảm nhận đó.
Thôi 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 thôi. Ok, trên này có lên trên này không? Ở trên nó thì bán cây cảnh rồi đó anh. Hồi nãy còn vườn hoa là không ra. Cũng là vườn hoa Đà Lạt không sao. Thì là ngày có quay lại sau. Đẹp luôn, vườn hoa Đà Lạt. Quay các cái này nó cũng đẹp. Quay trọng. Quay về quay thấp nó xuống. Để mình từ từ ngắm mỗi một bồn hoa này một tí này. Dọc này này. Để có cái mắt chịu tượng. Đẹp này, cảm ơn luôn này. Quay con vô lắm đang tròn kìa. Đây, đây cũng là mưa cái gì à, quay 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 dọc này. Vườn hoa Đà Lạt anh ơi, đẹp không? Anh Hòa. Đà Lạt, trên Đà Lạt. Đây đang là vườn hoa Đà Lạt đây anh này, đẹp không? Tuyệt vời. Em đi về cho nó tiếc, đỡ ngủ được nữa. Đấy, ông Vũ đang bảo gì anh ấy này? Đi về cho tiếc không ngủ được thì thôi. Điều là không đi phí. Cậu thấy đẹp không? Đẹp nhỉ? Hai anh có đẹp mê hồn luôn anh nhỉ? Cảnh này hết cảnh luôn, ở hết con Hương à? Bà ơi, tôi làm kiểu cái chỗ kia được. Ra đây. Chỗ này này này, cảnh hoa rực rỡ hơn này. Đúng rồi. Ra đây hai vợ chồng. Chỗ này là có muốn cảnh không đường thông thì đứng ở đây. Không, tôi ra đây làm cảnh đấy. Đứng đây là luôn hết vô luôn hoa luôn. Đứng vô luôn hoa luôn cho nó đúng. Vô luôn hoa luôn. Thôi để vừa thôi, còn cái cảnh mới đứng được hai vợ chồng nhưng nó chặt. Đang chụp ảnh, đang chụp ảnh nhá. Đây, cứ cầm đi đấy. Dơ. Tuyệt vời. Rồi quay cái tay qua ba chị đi. Anh ơi, em bấu ở đâu cho nó đẹp? Ở eo còn bấu đâu. Để tay lên ngực á, để tay kia lên ngực. Tay này ạ. Anh để cái chân sau chạy á. Để này á anh. Rồi cứ để chân với tay để chân. Tay bà để đây. Tay để đây thì nói chuyện làm gì? Chụp hai vợ chồng để đấy thì... Xích cái chân này vô. Rồi anh chỉ để cái tay này. Thế nó... Ui giời, tim mình vẫn khỏe quá, vì giữ. Tươi không cần tưới rồi. Ê, tóc em nó có rối không đây? Anh chụp kiểu này này. Thôi là gọi kệ đó. Rồi thế thôi nhá. Rồi. Nó đi nẻo theo mãi để nó làm bồ nữa. Đây ba cắm. Dạ. Ơ sao đi đâu? Chạy đấy. Ơ không. Quay, bảo anh quay. Ai bảo làm gì mà tôi là... Đứng ở đây đây. Đấy. Em sách túi. Tôi không quay đâu. Hết rồi, chỗ làm gì còn hoa đâu. Người Đà Lạt là người cũng đẹp quá, đẹp.
Không. Tú cầu, cả vườn. Dán ngựa chung hình nhau. Cưỡi ngựa không? Ba, ba hứa đi chơi ngủ mà ba. Cái giỏi chưa? Các loại hoa đúng là vườn hoa Đà Lạt. Vào đây mày quay lại đi, quay lại cổng nó mới gì nữa. Đi vào trong đây này. À dạ. Em chung giấy nhờ. Đi lên trên đồi này. Ấy được mấy bông từ hôm nọ đấy bây giờ đến tàn rồi, còn đâu là chỗ này nó đang bị bệnh sương mai. Ông Hòa ông bảo là ông Vũ mới bảo bà Huệ cưỡi ngựa đi này. Quay thế thôi, ủa quay chán biết quay thế xấu quá. Quay liên thiên. Quay liên thiên, quay là phải có những lúc nào cảm thấy không quay được là cắt ngay. Cắt ngay mục đi. Quay phải con đoàn thể mình đi, đi quay. Quay để cùng đoàn mình. Đúng rồi, quay đoàn mình. Mới biết là mình. Ông đi, quay. Đây là phải quay là rất là đẹp mình chơi. Quay chả thấy đoàn mình đâu. Đúng rồi, bên chơi đi. Mềm mạng không quẩy. Ông của ông cũng phát là trực tiếp. Anh Hòa ơi, thấy có đẹp không? Trong này lạnh lắm. Rét đấy, em phải mặc áo rét lên. Qua wow, phải đi ngủ hai vợ chồng phải gần nằm gần nhau mới ấm, có phải đắp chân bông như mùa đông có 16 độ, 15 độ. Con gái. Rồi vợ. Biết rõ cả hai. Nói đi. Đây ông Hòa. Ông Hòa. Gái mà đến. Ông Hòa ông. Con gái đâu anh nói. Ừ. Ra xin cây nhỏ đi ạ, tôi chụp. Ừ. Đi vào cái dàn này. Đây. Mà ông đang thích cần tây. Thôi. Không, đây đi vào dàn này đã. Ừ. Sao quay được ra, sao quay được ra. Chưa đi làn này. Bên kia. Các cái chợ hoa ở dưới này đẹp nhỉ, đấy. Quay được ta phải đi trước.
Tuyệt vời. Ngày xưa tôi ông Vũ là định đầu tư một chút ở đây này. Nhưng mà quay camera nhá. Tôi ông Vũ là không trúng thầu ở đây. Thiếu một ít tiền nữa thì trúng thầu. Đây toàn hoa tư. Trọng, kính trọng. Trên thì toàn là dọ lan. Trên đầu này toàn dọ lan này. Quay trên đầu toàn dọ lan. Đâu đây ngoài lan. Hoa. Lan đây này. Toàn hoa này. Vậy là vườn hoa Đà Lạt. Chỉ có hoa. Các loại hoa. Mấy nghìn loại hoa. Vé vào đây đắt không ạ? Cũng 40.000 một vé. Vẫn như kia rồi. Vẫn như đi bảo đảm. Cái này phải thuê một người thuyết minh. Đây là vườn hoa Đà Lạt. Rất đẹp. Đây là vườn cây cảnh. Tất nhiên như là nó là không được. Phòng ra kia mua thêm nước, chút nước á. À đây, nước ở đây có á. Không chưa. Đấy không, có nước. Nước lọc đấy em, đúng không? Nước ấy mà. Nước mua lúc sáng ở... Ra đây làm hộp sữa hoặc là làm nước. À, ý là nước sữa. Nước sữa hoặc là nước mát. Mình đi quay, quay ở đàn mình viết. Thôi hết rồi thì tắt đi để lấy cái ngựa. Đây là hết hoa rồi. Thôi kết thúc tại đây nhá. Kết thúc tại đây. Cà phê ở dân phay. Mua cà phê trực tiếp hộp phay. Mua cà phê không giờ mình không phay được. Mua hộp phay mang về năm qua. Cái này phay nước nó như tôi xay bột ấy. Ôi, cho xe nhỏ nhỏ mà chứ nó xe hay hơn này có. Bao Hòa đã bảo mua 1,5 kg. 1,5 kg là bao tiền? Chả biết là triệu. Ấu, cần rưỡi. 900. Hết đầm đà này bắt đầu đến.
em này em làm nấu chuyên nghiệp bằng mình nghiền bột ngày xưa. Tôi là ông làm bột múa như múa ở tay. Nghiền 3 nữa, 4 nữa. Hai cái cứ đảo nhau liên tục. Mà nghiền cái này nó nhàn thì chứ mình nghiền máy nổ với khổ chứ. Ép chặt phát động chết, nó chạy lên cơ loa. Thế ông Vũ mua mấy cân? Đĩa. Tôi làm cân. Ồ, thế tao bảo mày cho thêm vào luôn mày nghiền luôn mới rẻ không? Không, nó... cái này nó đầy rồi ăn thôi. Nó to. Xong cứ cân... Vâng, nghiền cho nó nhỏ không có đâu. Nó nghiền cột, mày chiết thêm vào. Chiết thì nó nhỏ. Lấy cái chiếc búa xong rồi nó khoắn. Khoắn như này nó khô nữa. Đấy nhìn cháu xinh chưa? Đang nghiền cà phê đấy. Đó, chiếc thêm vào. Cái này chú người. Chú ở đây. Ngày xưa chú nghiền bột thuốc này mà cái này nghiền như thế này. Đây là cái này. Nhỏ nhỏ gì chứ nhỏ nhắn tâm 600.000 một kg nữa con có tay máy tay máy tất cả cứ đóng ra chưa nhiều về nhiều nhà quá xe rồi gì đấy không? Hòa đâu? Dưới này. Đang trực tiếp ông nói gì ông nói đi. Ông xem chưa? Nhìn thấy chất lượng chưa? Thật chưa? Không phải đâu, ông chỉ có nhắn tin vào đây được thôi chứ ông nhìn làm sao tưởng, ông tưởng là nói tưởng là ấy. Không, phải... chỉ mình nói là ông nghe thấy nhưng mà không tài nào ông chỉ có nhắn tin lại. Thế nhưng... được. Không, nhưng mà bây giờ là muốn mình mình chạy 3G vào wifi ông ấy cho ông nhìn thấy. Tức là cái này thì ông mình quay là ông nhìn thấy. Rồi. Nhưng mà mình không nhìn thấy được ông ấy. Rồi. Ông nhìn thấy mình quay này ông nhìn thấy. Mình nói gì nó cũng biết. Nhưng mà ông ấy chỉ có nhắn tin lại cho mình chứ mình không nghe được nó giọng nói ông ấy. Đây 1.5 cân à? Đây 1 cân là 1 cân. Nhè có to quá không anh? Thôi cứ để cho chị. Cứ để cho cháu làm hộ đi, anh em xuống đây. Nhớ. Đấy. Đấy em mua. Nhưng mà ở trên này để cháu nó lại. Đấy, bán cứ ở đấy anh em cứ đi. Có em phải đi chứ anh. Nửa cân bên này nó nửa cân. Ừ. Cho 3 gói. Từ từ. Không đi đâu mà vội. Đóng cho 3 gói 3 lạng à, mua 2 lạng. 3 gói là 3 gói đây đóng có lạng dưới 1 gói. Yêu cầu cho mình. Ừ, em đóng bao nhiêu đóng. 15 cân rưỡi là 900. Đấy cho 10 gói. Ê cầm tiền này, nó đi chơi. Ô thì em phải đi chứ anh. À đây. Ờ. Cầm tiền đấy. Ờ. Cứ đi. Đi trước. Em đi. Đứng để giơ giảm chân. Đứng giam chân đầy ở đây rồi đó. Hai chị em đấy. Hai chị em. Ở nhà gói rồi rồi mẹ ơi. Chia đấy mà lại bảo mẹ nhà tao có nếu có mày coi thường. Ôi, tao. Cháu còn đâu san ra san ra có. Cho lại rưỡi thôi. Cho 10 gói nha. Cân làm sao cho 10 gói. Cứ chia là 10 gói. Chết bây giờ lại xoay tiếp cân nữa. Bây giờ cái lượt sau này mày xoay nhỏ hơn một tí nữa được. Hiểu chưa? So với lượt trước ép thêm mỗi một ít nữa. Thì nó lượt đầu nhỏ lượt sau nhỏ thêm tí nữa. Mày đợi tao đi cái xếp nữa. Không cần. Hả? Không cần. Thế kêu là xuống đất hay là toàn như này? Hả? Toàn như này đấy.
lấy thêm bao nhiêu nữa vậy chị? Ơi nữa. Tức là ăn quá rồi, xong nửa cân nửa ký này cho nửa cân đóng là 10 gói, tất cả là cân rưỡi là 10 gói, gói là mẹ em chia cái này thành 5 gói thì được mỗi gói một lạng, ok thì ít quá nhỉ, thì phải cho 7 lạng rồi. Không nổi cao tương đối. Đây là 6. 6 gói. 6 gói thì cho chia cho mấy nhà? 10 nhà. 10 nhà. Lấy 4 nhà. 6 gói rồi, vậy là 4 gói nữa. 4 gói là 6 nặng. 4 gói là 6 nặng. Mỗi gói là xin chào nhá, xin chào cả nhà. Chú ý ở na. Cháu để cho xay một nước cho nhỏ. Đó. Cho xay một nước cho nhỏ. Cái này to. Là mình nói thầy. Ừ, to. Cái này là mình nói. Mình quá không có uống gì đâu. Cháu này to, xay nó nhỏ. Xay nó to. Như cháu nó không có xuống đâu. Cháu nó chảy hết xuống rồi. Vâng, thế thôi nhá. Xin chào cả nhà nhá. À không phải, ở đây là hồ than thở, xin lỗi, đây là hồ than thở. Đấy, quay cái hoa này này đẹp. Đấy. Đấy. Hai vợ chồng ngày xưa là không định lấy nhau, đâm lấy nhau được, bây giờ ôn lại lịch sử là hồ than thở. Hồ than đang thở. Đang than thở ngày xưa. Thế này cho bông to nữa này. Rồi, thế đoàn mình lên đây chụp tấm hình được anh nhỉ? Ôi, có rồi. Lên đây chụp tấm hình. Chụp cái bông hoa to. Nhiều lắm rồi. Rồi, hồ than thở. Hoa đẹp này. Đẹp chưa? Đẹp. Không có mùi mẹ nữa. Một rừng hoa. Là giới là nghệ sĩ luôn. À, anh ơi. Cái cất vợ này anh nắm phi thôi. Được chứ. Đi đi đây á. Bao tiền công mọi em thuê một tiếng hoa đẹp. Không nhiều không nhé. Chưa có cấm bấm hoa. Được rồi tiếng rồi anh mới đi hết được. Ai dạy? Đẹp nhờ. Rồi, xin lỗi. Có ấm này có hó rồi, nhưng mà hói kìa hó không? Hói đúng rồi, bông hoa to. Ra đây là một kiểu bông hoa to này. Ra đây làm mấy bông hoa to này này. Làm phát mấy bông hoa to này cho nó thích này. Sao lại gọi là làm phát? Tôi người địa phương tôi không hiểu phát là gì. Phát tiểu phát chiến đức. Rồi rồi. Rồi. Bà bật máy của bà lên. Ông Vũ đang ông đang ôn lại lịch sử ngày xưa đi thời kỳ chiến đấu. Nên là ông đang cưỡi ngựa để ôn lại thời thanh niên trai tráng. Như quan Vân Trường. Ông đứng ở đây này.
chụp máy mình ra mình mở ra xem rồi. Chụp hình đi. Đây 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 đây. Có hình viên, tôi 30.000 một tấm. Thật này làm 30.000 đi. Ừ, có chụp không để gọi cho. Ông ơi làm 30.000, ông Năm làm kiểu đi. Cháu không, chụp, tôi không. Chụp ảnh ấy, để tôi xong tôi. Kìa bà chụp đấy còn gì, đang máy đây đang quay. Sao bé này mới đẹp. Thôi bà ấy kết thúc được rồi. Thế thôi. Đó là lành rừng nha. Gọi là vườn hoa gì đấy anh? Trong này điệp, hồ điệp. Anh Vũ. Địa lan. Vườn địa lan, nan vườn, hồ điệp. Vườn địa lan, nan hồ điệp. Đây là địa lan chứ. Thank you. Địa lan, đây địa lan. Ở Đà Lạt. Đây là toàn giỏ lan. Giỏ lan, đây là đây là giỏ lan. Đây, nhìn đẹp không? Bây giờ rồi. Cho cái này này vào cho anh. Đây là địa lan. Trong này là toàn bộ là địa lan, tết ra hoa. Không gian. Đây là địa lan. Chỗ này đẹp hơn. Đây, cái chắc này rất chùm chùm. Đùa, cứ mồm thì bảo là không vào nữa, nhưng mà vào là cứ thích quay. Sao thích chụp. Đẹp quá. Phát trực tiếp. Này, sọ lan. Con gái này. Con gái Đặng Hương này này. Đây này bà ơi. Đây là vườn hoa. Vườn lan. Địa lan ở Đà Lạt. Bông lan đẹp không? Ấy. Em thích cái hoa trùng trùng thế này. Con nó thấy đẹp không? Đây, đây. Các cái đẹp thì nhỏ các bạn. Đây, đây, đây. Ôi. Đây này, cái này này. Cái này là gì? Muôn đỏ, một con. Đây, quay gần đây này, thấy đẹp không? Đẹp quá, đẹp. Đẹp chưa? Kiểu ra vẽ này. Đẹp không? Nhiều cái cây nó cam cam xinh xinh. Thế như cái cam cam xinh xinh này này. Một vườn hoa lan. Rồi. Tuyệt vời. Đây anh. Đúng rồi. Đâu đâu không đâu. Đó. Hoa hồng. Đây là tú cầu. Đây gì? Đấy, tú cầu có rất nhiều tú cầu. Đây, đây cây. Thôi tắt đi. Ừ. Tạm biệt nha. Xin chào cả nhà, đây là chợ hoa Đà Lạt nhá. Cười đồng. Chợ đêm Đà Lạt. Kia mới vào trong. Thế có đây đấy. Dài chứ kìa. Dài đấy. Dài hơn. Đồ ăn nhiều. Đi nhiều. Ở nhà mày bằng mặt giá bằng mặt.
đây, đây 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 trong trận. Đây đây mẹ nghỉ ơi. Sau năm kia em đi nha. Về nhà nghỉ không có nha. Chợ đêm Đà Lạt nè. Đường đông ở trong này. Ừ. Ra ngoài đi. Đi vào trong này. Không có gì. Đi đâu mà biết. Ở đây mang tiếng là đàn nạt, chứ chả thấy hoa quả bán ở đâu rồi. Ai đây? Thành. Dạ, mua bánh nạt cả dâu. Thành nhà anh. Thành là Bảo Ngọc. Chứa Thành đang xem nữa. Hả? Thế anh cầm đấy. Bì nhiều quá, con Ngọc. Con Ngọc xem. Xem này. Mua bộ quần áo ở Đà Lạt để mang về cho cháu. Đi này lên. Đây này. Đấy. Đừng ngắm nắng. Ngắm cái gì? Ôi, mua đi vậy. Đây đây à. Có đây này cạp dâu không? Mấy? 10 à? Cá thiêu gì? Đông ngập ngập.
Đây, xem là nó bảo gì. Ngọc ở nhà. Ông bà nhìn thấy đi chợ ạ. Ông đang gọi. Ông ơi. Thế Ngọc chào ông chưa, bà chưa? Chào ông bà chưa? Cái gì mà sao? Ra chưa? Mua sắm. Ấy đẹp không Ngọc ơi, đẹp không Ngọc ơi? Ngọc ơi nhìn này đẹp không? Đang nhảy đấy. Ngồi chung nha. Lên đầu ngồi nha. Đi 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 đi. Con nào con được, con nào con cái. Đừng đánh chú. Đừng đánh. Gấu. Gấu được câu cái. Nhiều gấu. Đông kinh khủng. Đây toàn bơ. Mình ăn được cái bơ nhá. Đồ đồ Đà Lạt. Mình có ăn được bơ đâu mà. Ai mà chỉ đâu. Nhiều loại. Ngọc ui đẹp quá. Ừ. Đẹp chứ, đẹp lắm. Bố bông là cháu thích thôi. Con gấu là cháu thích thôi. Ông bà ăn tối chưa? Ông bà ăn tối rồi, vừa ăn xong đi ra chợ đây. Ông chồng Ngọc. À, cái mận gì đây mà sao trông ổi 3 tiền cân đấy chị ơi. Lấy 35 ngàn. Ủa? Bây giờ đổi chân trâu nó ngon ăn thử nữa. Mà chở sao ổi này đắt thế hả chị? Trời ơi, sao mời bán 25 nghìn à? 35 ngàn chị mới hàng đi chị ơi. 25 nghìn em làm cân à? Lấy cho 30 phải không? Không. Đấy. 30 phải không? Qua đây. Ở nhà có 10 nghìn thôi. Ở nhà anh. Mua đây 25 nghìn là được rồi. Ở nhà 10 ngàn đem về đồ ăn. Thế nào nói chuyện vậy, nó mà thách thức vừa thôi. Anh à, kia bán hàng bán cho mai bán giá này được. Nếu mà chị bán được một thì được sướng nhá. Ồ, cho cái câu này nha, hơi quen quen đi nè. Bị tiền bọc tướng, tướng kia còn ngỏ. Đưa đi. Bán đem đi. Trời ơi. Bà đang mua ổi. Ở đây có bán thiếu chị à. Không mà chị cho đem có bán thiếu đâu. Bằng nó 65 ngàn. Ủa, tôi thấy cái kim nó qua rồi đó. Nó qua bên kia rồi đó. Quay quá trời luôn á. Ờ, đúng rồi. Nó giòn. Nó sẵn nó có ngon. Ủa sẵn nó có ngon chị à? Đổ chứ nữa, mình nhìn lấy mấy cái. Thấy nhiều không? Thôi ông quay vào đây. Ông quay bà đi. Bà đang mua ổi. Mấy ngày nay ăn hoa quả. Ở tán nữa cho được 2 ký đi chị. Rồi. Chị cứ lấy đi em cắt ra cho, nếu giả trả lại cho em 2 ký. Đó. Rù chà, mua bán mà không tin chợ ăn cho hết à. Mất mình chả nhìn thấy sao gì. Chụp không à. Đấy là nước qua là biết coi như ăn được gì à. Dạ. Cái này.
em thử đấy, em không ăn, không em không thích ăn nho, em hỏi xem là có bao nhiêu. À, mua nho ở nhà toàn là cháu ăn còn đâu bỏ. À, tiền đấy. Chị ăn cái nho nào mà bỏ, ăn thử cái nho đây tôi bỏ. À, ăn tiền. 5. Hả? 5. Biết à? Biết còn gì nữa. Bỏ mép vào quay mặt luôn. Anh cái đầu lúc kia nó nói nhỏ nhỏ mà cũng nghe. Cái việc cái nào việc của đêm hôm. Có cần gì phải nói. Tất nhiên điện thì nhà ngói nhà danh. Không nhớ đâu. Mình ngã ngồi. Một bên là nặng. Chị như là rất tinh tường đấy. Mắt tinh, tai nghe. Dí quải. Anh nói là anh nói tắt đi. Ngồi tắt. Nước Tạc đang xem. Xin chào Nước Tạc. Nê ăn như nào em? Mát mát á. Nó như quả roi á. Ôi, cái quả bé tí. Nê tưởng nuôi láo, nê bé téo rồi. Đeo lắc đi, cái gái ơi. Hết tôi đông ở đằng kia đấy. Đeo lắc, xò lắc đi em ơi. Em vô trong em tham khảo đi, anh đóng gói tại chỗ cho em mà. Đừng có tham khảo đi anh ơi. Ừ. Đấy là chợ. Chợ mua đồ. Ừ. Đi vào. Còn đi cũng được như thế. Ta đi coi vô. Không thử thử hóa ra đó. Ừ. Gì? Mưa đâu? Tôi chả thấy mưa vào rồi. Dạ con chào quá. Đi lên lầu đi. Đồng khủng khiếp. Hôm nay được đâu. Nói lấy đồ mới qua đi chị ơi. Vâng. Vâng ạ, em đi ngắm đi đã. Vâng ạ, em... Thank you.
mua nhiều, mua một container về gửi về cho ông Hải ông ấy. Gửi An Lộc về cho ông Hải ông ấy bán. Quần áo. Xin chào cả nhà nhé. Đây. Mình đi chợ đêm Đà Lạt. Đồ gấu bông. Học thì gấu bông quay. Là cho vô 36. Ông có đông đầy vậy. Đây là một đông. À đây. Nắm cá là một đông đẹp đẹp như trong mặt cái. Dinh ba của cụ Bảo Đại. Ông Vũ đâu rồi?
này. Dinh bà. Cặp sứ này. Ừ, ông mua này chịu chơi lắm. Chết chơi. Mua cái đồng hồ. Mua đồng hồ đắt nổi tiếng thế giới. Ừ, ông cũng biết à? À, bà vợ ông mình... hẽ em còn biết. Ông đặt luôn chứ không phải mua. Đặt. Ông đặt theo sở. Đấy, cái anh này chữ sĩ. Đặt tượng. Bây giờ ông còn đang đấu giá mà. Chiếc đồng hồ ông đặt theo sở. Với mười mấy cái trên thế giới. Đặc biệt là bây giờ đấu giá mà để đồng hồ của cụ không? Ở bảo tàng nào? Không có nghĩ của cụ. Mình đang ở đây này. Rồi. Đây cự ly mình nhé. Từ đây đến đây. Đó. Đấy. Rồi. Nó xa đây, đây có một mỏng. Đúng không? Đấy. Đúng rồi. Đi sang phòng em. Đây, sang bên phòng thờ này. Nối lên đầu này. Đây 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 đây. Vào chỗ cung vua này. Bãi biển Nha Trang. Thao ông bà Vũ Huệ ngồi oai chưa? Rồi mình vô mình đi chợ. Nó bán cục cái gì mà giá đó. Em ăn xong tí nữa các bác ngồi đó. Ăn xong tí nữa bác ăn. Ok. Ba con đi ăn đêm với em không? Không à. Đang vào chợ hải sản để ăn. Thế thôi nhá, em chào bác nhá. Là thành phố Nha Trang nhá.
Mày rồi. Chơi trò chơi thôi. Bên mình nữa có cái dịch vụ của nam nữ không anh? Hả? Có dịch vụ nam nữ không? Dịch vụ gì? Nam nữ. Nam nữ hả? Mình muốn vào là nữ. Mình muốn vào mình nữ ngủ. Rồi lấy nữ muốn vào với nam ngủ. Có đồ. Có không? Có đồ. Ừ, đấy. Đàn ông hả? À. Đàn ông thì có đàn bà có đàn ông. Cất chuyện. À. Đi đường ngoài này vào nó rộng bao nhiêu mét hả bác? Hả? Anh nói cái xe màn hình thế nào nhỉ? Đường ngoài vào bao nhiêu mét? Xe em dí nó không chạy nhỉ? Anh nói sao? Đường ngoài này vào mà đi cái cắp treo ấy. Con tôm bình thường này là được cân không? Không, con đó có 3 lẻ anh. 3 rưỡi. À, mình có cân tôm. Con đó là 2 triệu cân. 1 bên 6 nha. 1 bên 6, 6 nhân. À, đâu hơn triệu. Không, 2 triệu cũng có. À, đều 2 triệu cũng cân. Không, nó là 3 triệu 2. Một đó là 2 triệu. Đây là cân gẹ mà anh. Nhiều gẹ bắt cái muối không ngon anh. Lông lẩu nhìn đông rồi, cho lông lẩu sao tàu ăn. Con muối bây giờ biết đại nhiều. Con tàu đại. Làm mẹ ấy mực kìa. Mực mấy trăm? Mực lợn triệu. Ủa chị đây này bắt cá hả? Ừ. Má bày mình sống được hay chưa? Nhưng mà
không có tôm thường nhá, chỉ có tôm hùm nhá. Ra biển Nha Trang để bắt tôm hùm để ăn. Một con tôm hùm 3,5 triệu con. Có một con. Dạ một lé là 20 chị. 1 triệu một cân thì bé tí. Không, tí. Mực đồ nó tí. Nói tiền nước này. Để đeo 10 triệu. Giả 800 nó bảo nó cũng được. 800 thì mệt được. Có một nè, mực tuổi đây, 800 ngàn tí. Đâu thấy mẹ nó lại mình to mà. Đi lên đi. Con này là con gì hả em? Con có phải cua đâu. Tại vì chắc lắm. Biểu ngoài nó đánh, biểu nó không phải. Chứ biết chỉ được không được. Đấy, ông Long, ông Vũ cho đi vào biển à. Vào biển Nha Trang ăn mực con tôm hùm này. Đi đến tại nhà hàng. Đến tại nhà hàng luôn. Rồi, đây là cái mực. Đây là mực đây. Đấy, mực to kìa. Ấy, mực đây. Đi đến tại nhà hàng. Đi nhà hàng. Đây này, con cá gai, cầu gai. Thơ, đi về đây cho mẹ. Cái lưng của nó. Đấy, bắt đầu cho vào sao này. Chào cả nhà nhá, mời cả nhà ăn cơm. Quê mấy giờ? 11:30. Anh giờ cơm à? Ăn sười quá, ăn mực nhiều tôm. Hả? Mực tươi ăn mực khác. Tôm nhà bà Long nữa anh em. Đây là cơm ở nhà hàng Nha Trang giữa biển. Dứa ngon. Cái
quá ngon. Tươi nhỉ. Bà đang bảo ăn mực tự nhiên ngon quá. Tươi sống. Bãi biển, chào cả nhà, bãi biển đây là bãi biển Nha Trang nhá. Đang bò lên đây này. Đây này, ông Vũ này. Đấy. Du lịch Nha Trang. Đá xanh đang dưới chân. Ủa rồi, đi đời mà không đi được cái bãi biển Nha Trang này hơi phí. Nước trong ấy là trong, cá nhiều ấy là nhiều, nhìn hết cái cá rồi là. Ít đầu. Nắm rắn ít đầu. Nó ra đây đúng không? Đúng rồi. Ông Vũ nhà tôi còn đi tắm gục ngắm san hô. Sao ông ấy cho tôi cứ gục san hô à? Tôi cũng cầm máy. Anh. Hôm nay đây là tắm 2 phát. Nếu nói là tắm đây á, sướng là tắm ở chỗ. Đã treo Nha Trang Bim Bơm. Đây là tuyến đường cáp treo từ đất liền ra đảo Bim Bơm của Nha Trang. Các trò chơi, rất nhiều trò chơi, kể cả cảm giác mạnh đến cảm giác nhẹ, sông hơi, massage. Hôm nay chương trình là đoàn chúng tôi gồm 4 người xuất hành từ Sài Gòn lên Đà Lạt và đi Nha Trang. Và từ Nha Trang 23:50 chúng tôi sẽ bay về rồi. Hành trình của chúng tôi đến giờ này là chặng cuối của chặng du lịch sang đảo Vinh Bơn của Nha Trang, Khánh Hòa. Đấy, các bạn nhìn thấy rất nhiều các đoàn khách quốc tế, kể cả là khách Mỹ và khách châu Australia, châu Úc. Đấy, các bạn nhìn thấy phong cảnh đẹp không? Tuyệt vời. Đẹp chưa? Đấy. Xa xa kia là một con tàu tượng trưng cho con tàu Italic của đầu thế kỷ thứ 20. Con tàu há mồm. Đấy, xa xa. Quay theo chiều cát này. Rồi. Đấy. Quay đi. Đây là vợ chồng ông bà Long Danh ở Hà Nội. Ông bà đã đi du lịch, hôm nay là ngày thứ 5 rồi. Ông nói thế xấu hổ quá, nhiều tiếng nghẹn. Nói chân điên đấy. Ông bà hôm nay đi ngày thứ 5. Hai ngày Sài Gòn, hai ngày lên Đà Lạt và một ngày hai đêm ở Nha Trang. Đấy, phong cảnh thật là hữu tình, lên thơ. Còn đây là bà Huệ ở Hà Nội, vợ ông của ông Vũ. Bồ ông Vũ. Bồ tôi. Tôi là ai? Tôi là Vũ. Vũ Hà Nội. Đấy, quang cảnh thật là tuyệt vời. Xa xa kia là một vòng đu trên cao tượng trưng cho vòng xoay của mặt trời. Đấy. Đấy. Các bạn nhìn xem. Và hệ thống cáp treo của Vinpearl này là của tập đoàn Sun Group đầu tư. Rất đẹp. Rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Các bạn nhìn xem. Không chê vào đâu được. Phong cảnh thật là lãng mạn. Rất lãng mạn.
tổng trên tổng dưới máy bay đồng xa xa là xa xa là những con tàu du lịch lướt sóng trên biển Đông của vịnh Nha Trang. Vịnh đẹp không? Đây là mình có cái là ếch ngoài. Toàn các con sống ở đây. Rồi. Cho nhái đấy, quay hết. Rồi. Quay con cá bọn này này đẹp này. Đây là dưới hầm thủy cung của Vinpearl, hầm thủy cung. Đấy các bạn thấy không? Đây là cá trắng. Cá trắng. Trắng này. Chê bạch tạng này, chê bạch tạng. Đấy, bác nhìn thấy chưa? Đấy, chê bạch tạng. Giống chê bạch tạng này ăn thịt rất ngon. Nhưng mà không ai bán. Chê chê bạch tạng rất ngon. Thịt ngon lắm nhưng mà không ai bán đâu. Còn còn đây cá hồng két đây. Hồng két, hồng két nhá. Đẹp không? Đấy, hồng két. Còn đâu cái con cá này là cá he này. He, 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 trắng ấy, như con cá giếc ấy. Nhưng mà nó là giống cá he. Cá nước mặn. Rồi. 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 Đấy. Rồi. Đây là cá hồng mi Ấn Độ. Cá hồng mi Ấn Độ này, đẹp không? Đấy, hồng mi Ấn Độ. Đây. Rồi. Đây có những loại cá thần tiên ấy. Đấy, bạn thấy không? Vây nó vằn 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 ấy, cá thần tiên ấy. Đẹp nhá. Rồi, đây cá rồng. Cá rồng này. Cá rồng ngân long. Cá rồng ngân long này. Đó, to chưa? Đẹp chưa? Đó. Duy Tân đang xem. Rồi, đấy, cá rồng nhá. Mẹ gặp bà Thúy rồi đấy, mẹ Thúy con rồi đấy. Đấy, cá rồng đấy. Cá rồng đẹp không? Con rồi. Rồi, rồng kim long. Rồi. Rồi. Úi giời, loại cá này làm thịt mới ngon này. Cá này là cá lăng bạch tạng nha. To chưa? Nhái, lăng bạch tạng trắng. To lắm, mỗi con này của nó tầm 3 cân rưỡi, 4 cân, thậm chí cả 5 cân luôn. Rất ngon. Con này phải 5 cân. Lăng bạch tạng. Còn đây là cá mập trắng nước ngọt. Ông đưa tôi một kiểu này chết rồi ra. À, cá này cá gì? Vô vịt này. Ta cá vịt. Vô vịt. To chưa? Con này độ tầm 30 kg. Con này 30 kg làm sao con này phải 50 cân? Không, khả năng là hơn 30 cân. Dạ không? To. Con này thịt ăn lì ngọt lắm. Thôi đi tiếp. Nhiều lắm, nhiều lắm. Thoát rồi đây. Duy Tân. Đâu? Thôi thôi, đi phía phía đi. Đẹp không? Ấy, con này đây này. Cá kinh nhùng dài không? Cá to không? Đây là lươn à? Lươn đấy. Lươn đấy. Thôi đi ở chỗ khác đi, có này là tối. Phủ. Nhiều lắm.
nhanh nhỉ, không kịp. Ấy, ma trần chưa? Đây coi, cá to không? Ra hàng trên đi ông ơi. Ra hàng trên này, ra hàng trên này. Xuống trên, xuống trên. Đây, vào đây. Ui giời, trên đời đây con. Đây là xếp hàng. Xếp hàng để đi về ra cáp treo của Vinpearl. Ê, ê, nhớ cái hả? Đông quá. Bạn ở đây đông không? Khách người Trung Quốc nhiều, người các châu Âu và châu Mỹ ít hơn, còn khách Trung Quốc rất nhiều. Đây vợ chồng Long ở Hà Nội, vợ chồng Long ở Hà Nội đi du lịch. Hôm nay là điểm điểm rồi. Qua đây ạ. Thôi. Thôi.